VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh YouTube của VDA. Gần đây thì có nhiều khách hàng của VDA có một câu hỏi rằng là dàn karaoke gia đình thì có cần phải bổ sung thêm loa súp hay là không? Có cần thiết phải bổ sung thêm hay là không? Thì có rất nhiều ý kiến cho rằng là không cần thiết phải bổ sung thêm loa súp. Thế nhưng mà theo chuyên gia của VDA thì có một lời khuyên cho các bạn rằng là nếu như phòng hát của gia đình bạn có diện tích trên 20m² thì cần thiết phải bổ sung thêm loa súp ngay lập tức. Bởi vì sao? Bởi vì loa súp sẽ hỗ trợ cho loa thêm âm trầm, và thứ hai nữa là giúp cho âm thanh phát ra được ấm hơn, tròn đầy hơn, và đặc biệt là sẽ hỗ trợ giọng hát cho người dùng được lúc hát sẽ nhẹ nhàng hơn và hát hay như ca sĩ luôn. Và hôm nay VDA sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc loa siêu trầm có tên là ART 3000, và để xem thử chiếc loa siêu trầm này có thực sự thuyết phục bạn hay không nhé. Chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu chi tiết. Với thiết kế tinh giản nhưng không kém phần sang trọng hiện đại, súp ART 3000 với tông đen bóng bắt mắt, kiểu dáng nhỏ gọn, ART 3000 mang phong cách hiện đại sang trọng, trang bị 4 chân trụ vững chãi, dễ dàng di chuyển, bố trí như một vật dụng nội thất. Mặt loa thiết kế hướng sàn, bát phủ đều 4 hướng, có thêm thảm gỗ cố định, 4 chân trụ giúp bạn dễ bố trí bất cứ nơi đâu. Được đánh giá là một trong những dòng loa siêu trầm chất lượng tại Việt Nam, ART 3000 sử dụng bát gầm tăng gấp 2 tiếng bát hơn hẳn bát loa cột hay là bookshelf. Cường độ âm bát dày và chặt chẽ, tái hiện các giải âm trầm sâu và chi tiết. Tích hợp công nghệ tái tạo âm trầm hiện đại, ART 3000 có khả năng phủ âm bát rộng và đều kín không gian của gia đình bạn. Trang bị củ bát 3 tức cùng công suất 500W, súp điện ART 3000 tái hiện âm bát chắc nịt, liên tục nhưng không rền. ART 3000 hứa hẹn mang đến dàn âm thanh nhà bạn những âm thanh mạnh mẽ đầy uy lực. Phạm vi phủ bát lên đến 40m², phù hợp với phòng karaoke không gian mở, diện tích dưới 30m², hát karaoke nhẹ và không đuổi hơi. Hơn nữa, loa súp ART 3000 có độ bền cao, tiết kiệm điện, cụ thể là kết cấu mạch được bố trí hợp lý này, trang bị hệ thống thông gió tiên tiến cho hoạt động lơ nhưng mà bo mạch không bị nóng, công suất mạnh ở mức trầm sâu, hỗ trợ amply giảm thiểu tiêu thụ điện năng và sinh nhiệt. Sau đây VDA xin đánh giá ưu nhược điểm của ART 3000 như sau. Về ưu điểm, công suất lên đến 500W, độ phủ bát lên đến 40m², bát gầm tăng gấp 2 lần, khả năng chịu đòn tốt. Về nhược điểm, âm lượng thấp quá bát sẽ không được sâu, hỗ trợ nghe nhạc, hát karaoke cao nhưng mà xem phim thì không được tốt cho lắm. Trên đây là đánh giá của VDA chúng tôi. Vậy ý kiến của bạn thì sao? Hãy comment để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau nhé. Và nếu ai yêu thích chiếc súp này thì đừng quên rằng tại VDA chúng tôi luôn luôn có giá tốt cho các bạn. Với chiếc súp này thì chỉ có giá 6 triệu đồng mà thôi. Nhớ like, subscribe để đón xem những video mới nhất của VDA nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.